À, chào mọi người nha, em tiếp tục em lên máy cho mọi người xem ha. À, mọi người có nhu cầu thì alo cho em nha. À, đầu tiên em có một con máy cắt gia đình V3600, còn đẹp nha mọi người. Ba mươi lăm chấm tám là 36 cc, nặng 4,1 kg mọi người. Cắt gia đình khá là ok. Máy nó còn khá là đẹp nha mọi người, và ngoại hình nó còn khá là đẹp, nhìn ở ngoài mọi người thích hơn nha. Cái này nó có nám nám này là do cái bô nóng đó. Cái thứ hai nữa, cái lam zin bảng lớn, lam trượt nha mọi người ha, lam trượt. Máy này vệ sinh ra đẹp lắm mọi người. Này nó có bơm sen phụ ngay chỗ này, nó hư cái dấu bơm, nó bể thì em sẽ cho theo nha mọi người. Máy này chưa dọn nha. Thì em sẽ kéo hơi cho mọi người nghe. Hơi khá là năng. Mấy con này dùng gia đình rất tuyệt nha mọi người. Máy này là máy chưa dọn nha. Mọi người có nhu cầu mua thì mọi người alo và chốt hàng rồi chuyển khoản thanh toán để em ship hàng nha. Hoặc là đọc cái hình thức ở dưới phần mô tả. Hiện tại thì em chỉ nhận còn khá là đẹp. Chế One Pro luôn, còn máy tinh luôn mọi người ơi. À, chế One Pro. Chế xịn zin của thế máy nha mọi người. Cảm giác nó hơi mờ mờ sao. Em bật flash cho mọi người xem cho nó rõ nha. Ha, chế One Pro. Máy là còn lọc gió còn khá là mới. Bật flash là cái màu nó là màu cam cam nó đẹp, nhưng mà bật flash lên nó cái màu nó giống gần màu vàng luôn. Máy khá là đẹp. À, mọi người coi em tắt flash cho mọi người xem đây nha. Đó, cái màu nó cơ bản là màu này. Đó. Tắt flash đi cho mọi người nhìn cho nó thực tế. Cái lam này chắc phải 5 tấc. Nha mọi người. Này chưa dọn nha, con này thì 2 triệu nha mọi người. Rồi tiếp theo là em lên cái con này, Hyundai i360 nha mọi người. Khá là đẹp. Mẹ gọi quần què mấy thằng chăm sóc khất quá khách hàng. Bphone Pro. Khá là đẹp. Làm nó làm trượt luôn nha. Đây. Cái này ấy là cái phần này nó bị bể nhỏ nè, bể nhẹ ngay chỗ này, nó không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Không ảnh hưởng gì. Cách dùng gia đình rất là bình thường nha. Con này đáng để mua nha mọi người. Rất đẹp luôn. Bộ lam xích này cũng phải hết 500 nghìn nè. Mà mua cũng khó có lắm. Bây giờ mua mới thì chứ còn mua hàng bãi cũng khó có. À, đẹp. Máy khá là đẹp luôn. Con này 2 triệu.
có bori. Không có bori nha mọi người. Cái này em bao, cái này em bao nòng nha nha mọi người. Em bao nòng. Em sẽ bỏ bori vào nha. Con này thì giá của nó là 2 triệu nha mọi người. Tại vì nó có mẻ một tí ở phía trước, ở cái phần phía dưới đế nên là em để nó rẻ. 2 triệu nha. Máy này em bao nòng cho mọi người nha. Rất là đẹp. Máy con này dùng gia đình rất là bền, cực kỳ bền luôn. Cực kỳ bền luôn. Mà nó rất là bóc nha. Ai dùng thì thừa hiểu rồi. Ở con thứ ba này thì em nói luôn mọi người xem video thì mọi người vào cái phần mô tả nó có cái ngày xuất bản á, là cái ngày lên video, là ngày ra video, đăng video này nha. Đó, mọi người xem video thấy ở cái con máy Shinawa thì nó là Shinawa 360 hoặc là Chowe 3006 đăng hôm nay thì em nhớ chứ còn cứ vào là em ơi con máy số 1, con máy số 2 đấy á, mà em đăng lên đó thì đâu có nhớ được con máy ở video nào. Nói rõ một con tay cục 313cc 330S Tanaka. À cái con này nó có cái, nó có cái ốp lam nè mọi người. Để em lấy ốp lam đây. À, con này nó có ốp lam nha. À, đầu tiên em quay sơ cái con máy cho mọi người xem. Con này có trợ lực nha mọi người. À, trợ lực. À, đẹp. Cái lam hai mặt nó đều còn chữ rất là đẹp luôn. Đẹp. Mọi người khá là đẹp. Giật máy cho mọi người nghe hơi ha. Mấy con này ấy thì cái bộ hơi của nó giống như mấy con tay dài ấy nha mọi người. Đây là nó tay cục, nó thiết kế cái tay cục thôi, nhưng thực chất cái bộ hơi của nó giống như mấy con Tanaka rồi ạ, hoặc là Hitachi hoặc là Powermax mà nó tay dài ấy nha mọi người. Nên là tay dài hay tay ngắn mình thay vào bộ hơi thay vào cũng được nha, rồi nó cũng dễ tìm. Nói chung là phụ tùng nó cũng dễ tìm. Thì con này hiện tại em để là con này 1,5 triệu mà em bao ship cho mọi người nha. Máy chưa dọn nha. Máy có trợ lực nha mọi người. Con này trợ lực nha. Trợ lực con này khá là nhẹ đấy. Giật khá là nhẹ. Máy còn khá là đẹp. Độ mới nếu mà vệ sinh ra thì không phải trên 90% á mọi người. Rồi. Chào mọi người nha. Ai mua con nào chốt thì cứ việc. Chuyển khoản, số tài khoản cho em. Mấy con này thì khi mọi người mua, mọi người có nhu cầu cái ốp lam ấy thì nói cho em, em sẽ gắn một cái ốp lam cho mọi người nha. Tại vì đôi khi em không có nhớ, do tại nó không có gắn sẵn vào á, nên là mình không có nhớ. Ai mua thì cứ nói em bỏ cho anh cái ốp lam thì em sẽ bỏ cho ốp lam nha. Rồi chào mọi người nha.